Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang ở trung tâm hành hương nước mẹ Măng Đen. Chúng ta cũng biết ngay từ đầu, mọi năm đến dịp lễ Đức Mẹ Măng Đen, đoàn con cái của mẹ luôn quây quần bên mẹ, trong đó có những anh chị em phong cùi. Chúng ta nhìn vào tượng Đức Mẹ Măng Đen, hình ảnh đôi bàn tay cụt của Đức Mẹ, có lẽ chúng ta hiểu được điều gì. Và mẹ rất yêu mến những anh chị em đau khổ, những anh em bần cùng, và trong đó có những anh em phong cùi của chúng ta. Bên cạnh tôi đây có sơ Marie Lê Thủy Huệ, là một trong những nữ tu dòng Thánh Phaolô luôn luôn đồng hành và phục vụ các anh chị em phong hủi trên vùng truyền giáo Tây Nguyên này. Có lẽ chúng ta trong giây phút này, chúng ta muốn biết cái động lực nào mà thúc bách sơ dấn thân cho những người phong cùi ở trên Tây Nguyên này. Sơ có thể chia sẻ cho chúng con biết cái động lực nào mà thúc bách sơ để sơ có thể hy sinh cuộc đời của mình, sống gần gũi, sống yêu thương và chăm sóc những bệnh nhân phong cùi ở trên vùng đất Tây Nguyên này không ạ? Thưa cha, đầu tiên đó là con thấy đây là những cái chi thể rất là đau thương mà hiện thân của Chúa Giêsu. Và hơn nữa cái công việc này là cái công việc đặc trưng của sứ mạng của hội dòng con, lo cho những người nghèo, người khốn khổ không ai bỏ tới. Chúng con tới trong vùng đất Tây Nguyên này trong sứ mạng, trong ơn gọi. Và một bài sai của nhà dòng là chúng con tới cận kề với các anh chị em bệnh nhân phong, là người bạn của họ, là người đồng hành với họ, và những người có thể chia sẻ được những cái gì trong khả năng của nhà dòng chúng con, thì chúng con cận kề với những cái mảnh đời như thế này. Sơ có thể chia sẻ những cái khó khăn, và sơ là một nữ tu, sơ sống trong cộng đoàn. Cộng đoàn thì sẽ có những cái chương trình riêng của cộng đoàn và đời sống của nhà tu. Nhưng bên cạnh đó các anh chị bên nhân phong thì họ sống cái cuộc sống bên ngoài. Thì cái thời gian rồi cái công sức của sơ dành cho họ như thế nào? Dạ, thưa cha, đến với cộng đoàn để phục vụ bệnh nhân phong, trước tiên con thấy con được một cái đặc ân là nhà dòng tạo mọi điều kiện thuận lợi để con tới với anh chị em. Về vấn đề thời gian thì con thấy nó không có gì khó khăn cho lắm nếu mình biết sắp xếp và sức khỏe cho phép. Con thấy nếu mà đến được với bệnh nhân phong thường xuyên thì cái sức khỏe là cái điều kiện mà con thấy có được dồi dào thì đến nó dễ. Mà riêng đối với con á, thì cái công việc đúng là với mà công việc thêm của đời tu trong cộng đoàn, nhưng mà luôn luôn con nhận được sự hỗ trợ từ nhà dòng, thành con có thể vượt qua được hết. Vâng, cảm ơn sơ đã chia sẻ những tâm tình cho ban mục vụ truyền thông của giáo phận Kon Tum. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sơ luôn bực bình an của Chúa, luôn hăng say trong sứ vụ đến với anh chị em bệnh nhân phong. Quý vị, chúng ta nhìn thấy những con người, cuộc sống của họ rất đơn sơ, rất mỏng mạc, nhưng chắc chắn rằng khi họ hiện diện nơi đây, ở trong họ luôn luôn mang một niềm tin. Họ đến với mẹ để dâng lên cho mẹ những nỗi lòng của mình và những cơn đau đớn của mình, để xin mẹ yêu thương, xin mẹ gìn giữ và xin mẹ chúc lành. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Giúp đôi bàn tay
mẹ núi rừng, mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên Măng Đen. Mẹ Măng Đen tiếng ca ngọt ngào, mẹ Măng Đen giữa nơi rừng xa, lắng tai nghe tiếng ai gần xa. Mẹ Măng Đen xót đau lên nhòa, mẹ Măng Đen thiếu đôi bàn tay, chúng con xin giúp đôi bàn tay để cuộc đời bớt khổ, để cuộc đời nở hoa, để mọi người nhận ra tung hô xanh mẹ, tung hô xanh mẹ. Mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên Măng Đen. Mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên.